Nắng lắm coi, đi vô đây nè. Tao ngầu đây nè, con bắt cái ghế đây ngầu xuống đây câu đã không chết luôn, có ghế ngầu không chịu ngầu. Ơi ơi, gạch đất cái gì vậy? Được ai? Thiệt luôn á. Đãi mấy cây này không biết được chi. Ủa, hạ xuống. Cậu đi nhìn chỗ nào có kiến rồi thằng tránh ra. Hôm qua đây nè, kéo phao cục cục hôm qua đây nè. À, câu chỗ này nè. Cậu đây nè, kéo phao cục cục á. Kiến hay gì vậy? Kiến cắn à hả? Đó, không có cái rô bự nó quẩn trong đây nè. Đây hả ba? Cậu ngoài đó, ngoài luồng gió muống đó đó. Ba. Ừ. À, cây xuống. Con là cầm cây mà con không để ý. Thiệt luôn. Nếu con là... Đi mà có kiến là ghét. Không cây nữa rồi nữa được. Ở trong kia là cá rô là đây nhiều hơn bên đây, nhưng mà ở đây cá tra nhiều hơn. Con chưa chìm nữa. Luôn kìa, ghê chưa, câu dính cá lóc luôn mới ghê chứ, dở lên coi. Đó, mà không có lóc nuốt vô chổng luôn rồi. Chết luôn rồi. Cầm coi, cầm bơi gửi nha, cầm quay đi. Chưa gì hết trơn. Ghê quá à. Dính cá lóc luôn thấy không? Bởi vậy con thấy cá rô đâu có dễ như vậy đâu. Bị lật ngang vậy. Xe, xe, xe. Ôi má ơi, nó cắn đâu, cắn vô đùi. Ghê chưa, cá lóc. Rồi, xe bên ngoài.
để vô đó luôn hả ba? Ừ, để vô dặm thôi. Quay đi. Quay bên đó thì giờ ba đập quay đó. Chưa đã ba liền cái phao rồi chứ. Rồi hả ba? Hả? Nãy nó có dĩa không mà hết rồi hả ba? Làm nó hơi dẻo, nó dễ hết. Dễ đất hả ba? Nghe câu ngay chính giữa đó đó, câu ngay chính giữa nãy con thấy cái để quận gió nhiều á. Ui. Dù đám như muốn hoài không biết nữa. Sao pha không đúng dưới chân vậy? Đó còn mồi không? À còn mồi. Mồi cho cá ra. Đây. Đúng rồi đó. Cái càng thứ hai á, cái xa xa. Tốt, tốt, cá cha ba dính là ba quay không? Ừ, ừ. Nữa, dở lên cái chừng má dây đó. Lại dở không? Chừng dính vô tay đó, kéo dây lại, cái dây nó căng ra kìa kìa. Rồi để đó nữa. Nữa hả? Nó có lý đâu rồi. Dạ. Ừ. Đâu phao đây? Đâu? Cái rô ăn nhiều là về khó tiêu quá. Thả xuống sông làm sao câu có cái rô, làm sao nước lên nhiều nhiều câu cá rô mà mình nhà mình thả hả ba? Không sáng chỗ này quậy động dữ lắm nè, bởi vậy không thấy cá quện cái gì hết. Ai quậy? Ai quậy? Người ta đi cắt rau muống á. Về nè, cái gì ăn bà? Nấu canh nè. Ít quá, về thả. Trục, ngồi ngay ổn lửa ha. Chuyển phần thủy nữa cây. Lập lửa. Cá bự hả mẹ? Tôi cũng không biết cá gì nữa. Cây dâu muối vậy chứ nó cực lên. Nó ăn ác vậy chứ.
Nó lờ phải không ba? Nó lờ hay mình lỗ? Ôi, khó trả lời quá. Nhỏ, tao hư cá bự nữa đó. Hết mồi kìa, móc mồi lại dối dây luôn rồi. Nãy con bấm tạm lên nhé. Chuột ơi. Chuột. Hình như kiếp trước sao mà làm sao mà cá nó không ăn thiệt chứ. Bồ bằng người đó. Tờ quá. Ngại lắm mà. Mồi nè. Thức ăn. Hộp gà sống hay trứng sống bà? Cái gì sống đâu không biết. Trứng gà hay trứng vịt sống gì đó không biết. Rồi phô mai. Phô mai con bò cừ nữa. Đây mà không biết sao. Mẹ kiếp. Các bạn tức không? Đây. Câu cá mà không dính tức không? Rất tức. Không tức làm cái gì ăn. Để nó ít nha. Này này này. Dĩa kìa. Dĩa đâu? Dĩa đâu? Ồ. Wow. Con đang muốn to, con đang muốn to, con đang muốn to. Công mừ, công cần câu mừ, công cần câu mừ. Chết rồi, chết rồi. Cục cục có vợ. Wow. Oh my god. Cá bự, cá bự. Chừng bị mắc ta đó. Lẹ lẹ lẹ. Bây giờ khổ quá. Wow. Cá này sống chắc 100 năm rồi không ba? 100 tuổi rồi, nó 100 tuổi rồi. Đây con cầm tiếp cho. Nè. Tao không biết đường tao đi lên luôn. Bây giờ gì con cá đi gì miếng ăn đi. Cắn, nó có cắn tay bà không? Quá mệt. Đang quay hả mày? Đang quay, đang quay, đang quay. Chết rồi lỡ. Cái gì?
quay rồi đi. Đây, đây, đây. An đứng đạo giác cho mình luôn. Quá êm, quá êm. Vì một con cá mà phải ước đồ ước ao. Con cá to quá các bạn ơi. Con cá lóc còn sống không vậy? Lên, để lên, để lên, để lên. Wow, wow, lẹ. Bắt nha. Có mệt. Gì? Bẻ nhanh, bẻ nhanh. Chi vậy? Con mẹ. Bé bé ngạnh chơi. Để nó đâm lủng giữa cái lòng đó. Kìa, máu chảy chân kìa. Tí nó có lành máu không ba? Tí nó có lành máu không? Móc ở ngoài không mà, nó đâu có vô trong đó. Ủa, con sợ quá à. Tí nó nướng thịt chăn con nè. Tí về nhà có thịt người ăn sống luôn. Thịt nướng. Dạ. Gì ba? Đi dò với tay. Có mệt. Mệt không? Mệt mà bắn đi câu được. Đây, đây mà nằm trên đống rơm một cái nghỉ mệt cả. Quá đã, quá đã, quá đã, quá đã, quá đã, quá đã. Cái kia rồi, cái kia rồi. Tôi giác mày đất. Đất luôn hả? Trời ơi. Thiệt luôn. Ba công nhận. Phải có cái vợt đem theo vợt được quá trời. Dạ, nhà mua cái vợt chứ không biết, làm chi không biết nữa. Đây hình như để chân. Rồi ngưng đi con. Ủa cái phao kia đó.